Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp hốt chọn lộc trời, đổi đời chúng độc đắc. Vậy thì con giáp nào có số may mắn, trúng lớn, giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 4 tháng 10 năm 2022. Thứ ba, dương lịch. Âm lịch là ngày 9 tháng 9 năm 2022. Là ngày canh dần, tháng canh tuất, năm nhâm dần. Tiết khí, thu phân, ngày trực chấp. Hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ Sát chủ và giờ Thụ tử, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thụ tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay. Hôm nay tam hợp với tuổi Ngọ và tuổi Tuất, lục hợp với tuổi Hợi, xung với tuổi Thân, hình với tuổi Tỵ và tuổi Thân, phá với tuổi Hợi. Về ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc. Hôm nay ngày canh dần, tức can khắc chi, kim khắc mộc, đây là ngày hung. Nạp âm tùng bách mộc kỵ tuổi, giáp thân và tuổi mậu thân. Ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Đặc biệt người tuổi canh ngọ, mậu thân, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngược lại nhờ mộc khắc mà được lợi. Ngày dần, lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ, Tuất, thành hỏa cục. Xung thân, hình tỵ, hình thân, hại tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu. Tam sát kỵ tuổi, tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi giáp thân và tuổi mậu thân. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi giáp thìn và tuổi bính thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Nguyệt Đức, Giải Thần, Ngũ Hợp, Thanh Long. Sao xấu thì gồm có sao Tiểu Hao, Quy Kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 4 tháng 10, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như thẩm mỹ, chữa bệnh. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như cúng tế, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và đi theo hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Chu Tước, xuất hành cầu tài đều xấu hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý. Trên đây là một số thông tin tử vi ngày 4 tháng 10 năm 2022. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành, nếu quý vị muốn thường xuyên theo dõi chương trình. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, thực thần kẻ thăm, túi tiền của con giáp tuổi Tý sẽ ngày một đầy thêm, nhất là với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Những cơ hội kiếm tiền xuất hiện liên tiếp trong khoảng thời gian này, hãy tinh tường lựa chọn những hạng mục đầu tư phù hợp với mình. Cô thần thì khiến chuyện tình cảm của người tuổi Tý có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, nghe không lọt tai lời giải thích của đối phương. Mối quan hệ giữa đôi bên đang dần rạn nứt. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, quý nhân giúp giải quyết được khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, tranh thủ xây dựng mối quan hệ với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, tìm ra giải pháp cho những rắc rối trước đó. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, nên có một khoản tích cóp để đảm bảo cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc,
tránh nói lời làm tổn thương người nghe. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm cũng đạt 4 sao. Con số may mắn là 95, 47 và 99. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Theo dõi tử vi của 12 con giáp, chính quan cho thấy người tuổi Sửu sẽ nhanh chóng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Hãy cứ nghiêm túc trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, rồi công lao của bạn sẽ được ghi nhận. Tuy nhiên, người làm lãnh đạo cần cho cấp dưới nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Đừng chỉ khăng khăng với quan điểm của mình, bạn sẽ trở thành người độc đoán. Có những lúc bạn phải thừa nhận là cấp dưới có cái nhìn chính xác hơn mình. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng, nhưng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đừng vội vàng phán xét trước khi trò chuyện thẳng thắn với người ấy. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, lắng nghe lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, khi tâm bình yên thì chẳng có sóng gió nào làm lung lay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, sự ngô nghê của bạn lại vô tình ghi điểm. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, không nên gạt bỏ ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, chú ý vấn đề sức khỏe, ăn uống sinh hoạt khoa học. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm cũng chỉ đạt 3 sao. Con số may mắn là 4, 53 và 83. Về giờ tốt cho ngày tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, tỷ kiên ngăn trở khiến con giáp tuổi Dần khăng khăng bảo vệ những lý lẽ quan điểm sống của mình, mà bỏ qua việc lắng nghe người khác nghĩ gì. Điều này về lâu về dài không mang lại điều tích cực cho bạn. Vận tài lộc của bạn cũng có điểm báo không may, dễ gặp điểm sa sút, do đó ngay cả việc chi tiêu mua sắm cũng lên tính toán và lựa chọn cẩn thận, tránh lãng phí. Muốn có tiền chắc chắn bạn phải biết giữ tiền, đừng để tiền đến lại đi một cách đáng tiếc. Vận trình tình cảm còn tồn đọng nhiều mâu thuẫn, tỷ kiên tác động ít nhiều lên mối quan hệ tình cảm của người tuổi Dần và nửa kia. Người độc thân cũng khó tìm được người thương vì sự cứng nhắc bảo thủ của mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, không vì ham danh lợi mà bất chấp tất cả. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, tìm ra cách để khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, chia sẻ và lắng nghe giúp đôi bên càng thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, có tiếng nói rồi mới có tư cách nói tới sự công bằng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, trân trọng cơ hội mà bạn có được hôm nay. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm chỉ đạt 3 sao. Con số may mắn là 73, 41 và 23. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ. May mắn hơn, quý nhân còn xuất hiện giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề tưởng chừng hóc búa từ trước đó. Vận tình cảm cũng thuận lợi cho các cặp đôi có cơ hội hàn gắn tình cảm, nhất là những đôi yêu xa nay có cơ hội gần nhau hơn. Một số người có tin vui khi bàn chuyện cưới hỏi trong ngày này. Tuy nhiên, kiếp tài lại gây ra những rắc rối về tiền bạc. Có điểm báo mất tiền, hao tài tốn của, nên bạn cần phải thận trọng, đặc biệt là cẩn trọng trong các khoản đầu tư có giá trị, nên tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi quyết định xuất tiền. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy có nhiều cơ hội kiếm tiền, chớ nên lười biếng. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa đón những cơ duyên nhất định trong tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ đừng dễ dàng nhận lời nhờ vả của người khác. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc đừng nên tin người khác quá dễ dàng. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, người hạnh phúc nhất là người đang khỏe mạnh. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 9, 59 và 21. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, thiên quan đem tới nhiều điều hung họa cho vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn. Hôm nay bạn cần hết sức chú ý những kẻ cố tình tiếp cận mình, đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại bạn. May mắn nhờ sức ảnh hưởng của tam hội, người tuổi Thìn không cần phải quá lo lắng về những vấn đề phát sinh bất ngờ. Dưới sự giúp sức của mọi người xung quanh, công việc cũng sẽ sớm được chu toàn. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bạn được tam hội dẫn lối, mở ra cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác phái. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau ngay từ lần đầu, nên mối quan hệ có thể sẽ tiến triển nhanh bất ngờ. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, hãy luôn cho thấy năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, tìm ra hướng mới thực hiện công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, cần thường xuyên quan sát biến động thị trường. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, tránh việc nghĩ ngợi quá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, hãy kiên quyết với ý kiến của mình. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 22, 39 và 91. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, tương hình khiến người tuổi Tỵ có phần tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề, nên không muốn nghe lời khuyên của bất cứ ai. May mắn nhờ có chính ấn đem lại cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi Tỵ có thể hành động. Tuy nhiên không phải thời điểm thích hợp cho những suy nghĩ quá sâu sắc, quá cẩn trọng. Thời cơ chỉ đến trong tích tắc và bạn buộc phải nắm bắt lấy nó, nếu không bạn sẽ nuối tiếc sau này. Ngoài ra tương hại cũng gây không ít cản trở cho chuyện tình cảm. Người độc thân mải mê kiếm tiền mà quên mất phải tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dù không ít lần bị thúc giục bởi gia đình, nhưng con giáp này vẫn bỏ ngoài tai, bởi theo bạn thì chẳng ai có thể sống thay mình trên cuộc đời này.
Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa nên quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác phái. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc làm gì cũng phải hết sức thận trọng trong ngày tiểu nhân rình rập. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim khi đã tin rồi thì hãy an tâm mà tận hưởng. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy gặp được người đồng chí hướng. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm cũng chỉ đạt 3 sao. Con số may mắn là 67, 92 và 90. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán có thể giúp bạn trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể đạt được thành công ngoài mong đợi. Thiên ấn thì còn giúp cho tiếng nói của bạn có sức nặng hơn, bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh và nhờ thế mà có thể sớm đưa ra quyết định phù hợp nhất. Mộc sinh hỏa cho thấy, chẳng những công việc hanh thông mà chuyện tình cảm của những chú ngựa cũng rất suôn sẻ. Bạn luôn trân trọng hạnh phúc mình đang có và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tổ ấm của mình cũng như che chở cho những người thân yêu. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy nên chi tiêu có kế hoạch để duy trì vận may. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, tình cảm lứa đôi ngày càng bền chặt. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, chuyện tình cảm vẫn ở giai đoạn ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, hãy dành thời gian nhìn lại chính mình. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm cũng đạt 5 sao. Con số may mắn là 39, 75 và 70. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, chính quan xuất hiện chứng tỏ năng lực mạnh mẽ của con giáp này. Cùng với tinh thần trách nhiệm cao, bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà không hề cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Vận tài chính nhờ vậy mà cũng có những biến đổi lớn. Bạn có thể có được nguồn thu tốt và chắc chắn việc chi tiêu cũng khá nhiều. Bởi vậy, bản mệnh cần có những cách sử dụng tiền bạc hợp lý. Thiên hỷ giúp cho mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, không những đối với người độc thân có thể tìm thấy sự thổn thức của trái tim, mà đối với những người có đôi cũng bắt đầu có sự khởi sắc hơn trước. Có điều đừng yêu ai đó với quá nhiều lý trí mà bạn sẽ khiến cơ hội rời xa bản thân. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh kim, nhiều cơ hội phát triển công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh thủy, hoàn thành mọi việc như kế hoạch đặt ra. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, thích làm việc theo ý mình. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh thổ, tin tưởng vào lựa chọn và kế hoạch của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh mộc, hãy nói lời nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 70, 55 và 73. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 4 tháng 10 năm 2022.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương hình khiến cho người tuổi Thân có phần nhạy cảm hơn hẳn thường ngày và dễ hành động cảm tính mỗi khi không giữ được bình tĩnh. Bạn nên điều chỉnh những suy nghĩ của mình càng sớm càng tốt. Thay vì nuông chiều cảm xúc đang có phần hơi nhạy cảm, bạn mệnh nên tỉnh táo hơn để không tự mua dây buộc mình. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay tụ tập bạn bè. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh. May mắn nhờ có thiên tài trợ lực, đường tài lộc của người tuổi Thân vượng phát đến không ngờ. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Ban đầu bạn nghĩ chỉ làm cho vui, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, tìm kiếm được những mối khách hàng triển vọng. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, tin tưởng vào lựa chọn và kế hoạch của bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, chớ nên từ bỏ những lý tưởng của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 2, 4 và 44. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, chính tài phù trợ, người tuổi Dậu có thể nhận được một khoản tiền lương hoặc tiền thưởng kha khá trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng nên chi tiêu tiết kiệm chứ không nên tự thưởng cho bản thân một cách quá hoang phí. Nhờ tài chính mạnh mẽ giúp cho công việc của bạn đạt được những kết quả tốt, bạn có thể cảm thấy vui vẻ vì điều này và cảm thấy hào hứng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý trong ngày gặp hung tinh tứ tuyệt. Với sự thiếu quan tâm của mình dành cho nửa kia, khoảng cách tình cảm giữa đôi bạn ngày càng trở nên xa cách. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, thích hợp cầu tài, cầu phúc, tế tự. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, các kế hoạch diễn ra êm ả như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, thay đổi góc độ nhìn nhận sự việc. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, chuẩn bị tinh thần cho những nhiệm vụ quan trọng. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm cũng chỉ đạt 3 sao. Con số may mắn là 26, 83 và 12. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Luận tử vi cho thấy, tam hợp phù trợ, người tuổi Tuất luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bạn quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc nên dễ thấy chán nản, thậm chí là muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn bất ngờ. Trong gia đình của người tuổi này luôn có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia chẳng hề giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng ngày một gắn kết, khiến người ngoài ngưỡng mộ.
nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của thiên quan, khiến cho vận trình sự nghiệp của con giáp này lại không mấy tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa, bạn nên cẩn trọng trong cách hành xử, kẻo gây thù chuốc oán vào mình. Kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn rơi vào hoàn cảnh thất thế này để được đà lấn tới hạ bệ bạn. Tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa, tự rút ra những bài học cho mình. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, cần phải chủ động, tự tin và tích cực làm việc hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, đôi lứa cần tìm ra cách hòa hợp hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 79, 0 và 93. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương phá ảnh hưởng khá lớn tới tâm trạng của người tuổi Hợi. Bạn có phần nhạy cảm hơn thường ngày, cũng dễ căng thẳng khi có sự cố xảy ra. Những lúc như vậy, đầu óc bạn trở nên mụ mị, chẳng đủ tỉnh táo để đưa ra bất cứ giải pháp tình thế nào. Ngoài ra, thương quan xuất hiện cũng cảnh báo về những... rắc rối bạn có thể gặp phải nếu để tính khí nóng giận và thiếu kiên nhẫn của mình điều khiển lý trí. Thay vì mất bình tĩnh, hãy kiểm soát cảm xúc bản thân nếu bạn muốn các tranh chấp và xung đột lắng xuống. May mắn, lục hợp xuất hiện cho thấy chuyện tình cảm của bạn khá tốt, bạn mệnh cảm thấy hào hứng và vui vẻ với gia đình. Thêm vào đó, với những người độc thân, có thể hôm nay bạn sẽ đón nhận được khá nhiều mối cơ duyên. Nhưng quan trọng là bạn có đủ tự tin để nắm giữ cơ hội hay không. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh Hỏa, học cách sống đúng luôn là bài học khó. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh Thổ, những cố gắng trong thời gian qua đã tới lúc gặt hái thành quả. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh Mộc, không phải thời điểm thích hợp để đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh Kim, giữ đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh khi làm việc. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, cần có cái nhìn khách quan hơn về mọi việc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 10, 99 và 30. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 4 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.